Ưu và nhược điểm của phẫu thuật nội soi thắt đa dạ dày điều trị béo phì. Bạn đọc đặt câu hỏi: tôi muốn thắt đa dạ dày điều trị béo phì nhưng không biết ở đâu có làm phương pháp này, chi phí bao nhiêu, phương pháp này có ưu và nhược điểm gì đáng quan tâm. Bạn thân mến, đặt đa dạ dày được tiến hành bằng phẫu thuật nội soi để đặt đai. Bác sĩ sẽ dùng một chiếc đai đặt ở phần trên của dạ dày tạo thành một túi nhỏ đựng thức ăn, khiến cho người bệnh thấy no nhanh hơn, không còn có nhu cầu ăn. Do cơ thể vẫn còn năng lượng, khi lượng thức ăn không đủ sẽ đốt lượng mỡ dư thừa, giúp trọng lượng cơ thể giảm đi nhanh chóng. Ưu và nhược điểm của phương pháp này có thể kể đến như sau. Về ưu điểm, phẫu thuật nhanh chóng, thành công, nhanh phục hồi. Phẫu thuật nội soi thắt dạ dày sẽ ngăn chặn được tình trạng béo phì của người bệnh. Người bệnh hạn chế được việc ăn uống, ngày càng ăn ít giúp giảm béo dễ dàng hơn. Khi thực hiện thắt dạ dày, tác động đến quá trình hấp thụ dinh dưỡng của bệnh nhân sẽ diễn ra nhanh hơn so với những phương pháp giảm cân khác. Vết mổ nhỏ, không gây chảy máu nhiều. Đối với nhược điểm, chi phí phẫu thuật khá cao, nhiễm trùng, viêm nhiễm trong quá trình phẫu thuật và sau phẫu thuật. Mặc dù tỷ lệ này khá thấp nhưng vẫn là yếu tố nguy cơ đáng chú ý. Dễ gây tổn thương đến các bộ phận xung quanh như là ruột bàng quang, căn thực quản, khó nuốt. Bên cạnh đó, không phải ai cũng có thể áp dụng phương pháp này. Vì vậy, bạn nên đến khám trực tiếp với bác sĩ để tìm ra phương pháp điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe. Chi phí thực hiện phương pháp này khoảng 50 triệu đồng. Vì bạn không nói rõ nơi sống nên rất khó để đưa ra địa chỉ cụ thể. Do đó, chúng tôi chỉ cung cấp các địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để bạn tham khảo. Ở Hà Nội có Bệnh viện Việt Đức, thành phố Hồ Chí Minh có Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện FV, Bệnh viện Cấp cứu Trương Vương, Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có thể thực hiện phương pháp này bạn nhé. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Mình chúc bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.